Việt Nam phối hợp cùng với câu lạc bộ giám đốc Sales and Marketing Việt Nam CSMO và MGI Protect, chúng tôi quyết định tổ chức nên chương trình hội thảo với chủ đề lãnh đạo tạo kiệt tác, và đó cũng chính là lý do của chương trình chúng ta ngày hôm nay. Quý vị thân mến, và đến tham dự chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được phép trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Công Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tám Kim Cương Việt Nam BN Group, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của TCI Việt Nam. Chúng tôi xin được phép trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Trần Ngọc Anh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của MGI Protect, Chủ tịch Câu lạc bộ CSMO Việt Nam. Vị, vừa rồi thì chúng ta đã lắng nghe anh Ngọc Anh chia sẻ về lãnh đạo 5.0, nghe chị Quỳnh Anh chia sẻ về cách để chúng ta có thể xây dựng văn hóa cũng như là nghệ thuật lãnh đạo trong doanh nghiệp. Và ngay bây giờ, như chúng tôi đã chia sẻ ngay từ đầu, xin mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau đến với một phần chia sẻ tiếp theo từ phía ông Nguyễn Công Bình. Ông sẽ chia sẻ cùng với tất cả các anh chị về bí quyết để chúng ta có thể kiến tạo một doanh nghiệp vĩ đại. Một tràng pháo tay thật lớn để mời lên sân khấu ông Nguyễn Công Bình. Thứ nhất là giai đoạn xây dựng là build thì bí mật nó nằm ở đâu? Thứ hai là giai đoạn build xong thì phải thành công, tức là phải đến đích. Và cái thứ ba đó là để lại di sản. Và cái thứ mà để lại di sản nó mới là cái thứ quan trọng. Thầy bảo tôi sẽ chỉ cho mọi người biết là tôi viết cuốn Năng Đoạn Kim Cương như thế nào và cái gì ẩn chứa đằng sau nó. Tại sao cả một cái triết lý 2500 năm lại gói gọn được vào một cái cuốn sách, và cái cuốn sách đó lại có thể ứng dụng được trong business mà lại không phải là dành cho những người tu hành. Rất là thú vị và rất là có giá trị khi ngày hôm nay mới giữa buổi thôi, và những cái thông điệp mà tôi nhận được đó là những cái cấp độ lãnh đạo để chúng ta có thể định vị và phát triển cá nhân của mình, và cũng có thể là chúng ta sẽ đo lường và kiểm chứng xem chúng ta đang ở cái cấp độ nào trong cái vai trò lãnh đạo của mình, để chúng ta tiếp tục có một cái lộ trình để phát triển cái vai trò lãnh đạo của mình ở trong tổ chức, để hướng tới cái cấp độ lãnh đạo cao nhất, đó là cấp độ lãnh đạo tài ba và kiệt xuất. Và rất là cảm ơn DCI đã tổ chức cái chương trình này dành cho các anh chị là doanh nhân, là chủ doanh nghiệp, là những người lãnh đạo có mặt trong chương trình ngày hôm nay, để cùng nhau phấn đấu trở thành những nhà lãnh đạo tài ba, tái tạo doanh nghiệp của mình và tạo ra những cái doanh nghiệp phát triển bền vững và trường tồn. Hôm nay thì chúng tôi tham gia cái chương trình của tổ chức do DCI, một tổ chức về giáo dục và đào tạo cho hàng chục ngàn người tại Việt Nam, mà tôi cũng rất là thích về cái triết lý và cái sứ mệnh mà DCI đang làm. Cái sự tham gia ngày hôm nay thì cũng muốn mang đến những cái kinh nghiệm về lãnh đạo cho doanh nghiệp, để chia sẻ cho các anh chị cái câu chuyện là lãnh đạo 5.0 thì các doanh nghiệp cần phải thay đổi như thế nào, cái việc chúng ta tiếp cận về công nghệ, về cách vận hành doanh nghiệp, về cái cách lãnh đạo trong cái thời đại mới. Tôi hy vọng là sau buổi hội thảo này thì CMO cùng với DCI sẽ có những cái hợp tác với nhau lâu dài hơn, cùng với mục tiêu và sứ mệnh là mang những cái giá trị về kiến thức đến cho cái cộng đồng, cái doanh nghiệp Việt Nam. Và với gần 100 chủ doanh nghiệp ngày hôm nay đã tham dự thì phải nói là chúng tôi có một cái niềm rất là vui để muốn lan tỏa được cái gốc rễ thành công của các doanh nghiệp. Và điều quan trọng nhất
đó là sắp tới chúng tôi sẽ chính thức ra mắt chương trình là Bí mật xây dựng doanh nghiệp vĩ đại, doanh nghiệp bền vững. Thì đâu là yếu tố cốt lõi? Thứ nhất là hiện giờ doanh nghiệp chúng ta rất tập trung vào những kết quả chúng ta đạt được, hay nói đúng hơn là mình tập trung vào cái kết quả, cái quả thôi. Nhưng không ai biết cái nhân, cái gì nó tạo nên cái quả đó. Và đây là một cái thứ mà chúng tôi rất là trăn trở. Và trên cái hành trình Design Việt Nam và tập đoàn Táo Kim Cương phát triển, thì chúng tôi cũng được chuyển giao chương trình đó từ người thầy vĩ đại Gishin Makaroch. Thầy cho chúng ta biết bí quyết mà thầy gây dựng tập đoàn trang sức lớn nhất thế giới, tập đoàn Andin International, mà gây dựng từ con số 0 cho đến trở thành công ty 250 triệu đô với hơn 10.000 nhân sự. Vậy thì cái gì tạo nên bí mật thành công của nó? Cái bí mật tuyệt vời hơn nữa đó là đích thân thầy Makaroch sẽ chia sẻ cái nguồn gốc, cái trí tuệ này nó đến từ đâu, ứng dụng nó như nào để viết được cuốn Năng Loạn Kim Cương, để lại cái di sản thì có cách nào để lại, có cụ thể chi tiết để chúng tôi xây không. Và cái bí mật của nó là phát triển được cái con người của chúng ta, cái nhà lãnh đạo của chính doanh nghiệp của mình, nhà lãnh đạo của gia đình của mình và lãnh đạo được bản thân của mình.